cắt chỗ này nó ra được có cái nhánh này mà nhánh vườn này nó không đạt, thì cứ một lần cái cắt thì nó phải ra được nhiều nhánh như này này, đây này. Nhưng mà cái nhiều nhánh này thì nó sẽ ra những cánh nhánh nhện, còn cái nhánh mà thẳng đứng lên này là thì sau này sẽ cắt mới tiếp. Còn cắt thì phải đợi cái cây này nó cái này này nó già này nó mới đẻ này, chứ còn mình cắt cắt lúc non quá thì nó sẽ bị cái tình trạng như này, nó chỉ ở chỗ này nó không có nứt được mắt này. Đó. Quan trọng đây là mình phải nhìn được cái màu của cái da bưởi nó chuyển màu xanh, rồi bắt đầu nó có cái phần trắng này này thì lúc đấy là cắt được. Cái này trong trường hợp như chỗ này là hồi trước là mình đã cắt là nó già quá, còn có chỗ trường hợp thì cắt xa quá. Đây là chỗ này nó có những cái vết cắt này, cái cắt này. Thì ở những cái chỗ này sau này nó sẽ ra trái, nhưng mà có những cái trường hợp mà nó ra, ở đây mình cứ gắng nhớ là cái nguyên tắc là khi mà mình cắt một cái mình một cái cắt này này thì nó phải ra tới 4-5 cái là 4-5 cái, trong đó có một nhánh nó vượt lên, một nhánh nó vượt lên như này đó, thì nhánh này để sau này cắt tiếp, sau này cứ nhánh này nó già thì sẽ cắt lên, cứ đếm ở đây được khoảng 6 lá 8 lá thì cắt. Nhưng mà khi mà cắt ở đây thì cái nhánh đây thì nó sẽ phải ra rất là nhiều cái nhánh cái nhánh nhện đó, để cho nó ra trái vậy thôi, cái đơn giản này thôi. Giờ cắt vài nhánh. Chỗ này cũng vậy, chỗ này thì nó cắt này, nó cắt này, nó ra được có nhánh này. Cái này, cái này là trường hợp này là khi xảy ra cái trường hợp là do mình cắt lúc mà nó còn non lắm. Và tuy nhiên là trước khi mà cắt thì phải mua phân thôi. Trước khi cắt thì mua phân trước mấy ngày, mấy chục ngày, và nó sung lên mình mới cắt. Như cắt mấy ngày này, đây là trường hợp nó cắt chỗ này nó đạt này. Thì các cái chỗ này thì sau này nó sẽ ra trái như này. Tuy nhiên thì có những cái cành này này là mình sau này mình lặt bỏ, nếu mà có thời gian thì mình lặt bỏ bớt mấy cành, cái cành này nó dở cái chỗ là nó không có mập, những cái cành này nó dẹp thì nó sau này nó không có ra được đâu, tự nó cũng rớt rồi. Đó, như cái trường hợp này nuôi nó thì nó tốn, thì đây là một cái nhánh nó lên chính này, cái ngọn chính này, còn đây là các nhánh nhẹ này, cái nhánh nhẹ này là nó sẽ ra được trái. Thì khi nào mình làm bông thì mình sẽ làm cho cái nhánh nhẹ này. Được. Cái nguyên tắc mình cắt làm sao nó để cho ra được cái như này. Đàn. Càng cái này thì cắt cắn lại thôi, cắn cắt dài. Tất nhiên là